Đây là phối cảnh dự án mở rộng quốc lộ 50 vừa được khởi công sáng nay. Dự án dài 7 km đi qua huyện Bình Chánh, gồm làm đường song hành mới và mở rộng đường hiện hữu từ 8 lên 32m. Công chú hôm qua chú đi vòng vòng xem luôn, trời mong chờ dữ lắm, những người dân đây cũng đều mong chờ á, nghe là cũng mừng lắm, đang đi coi quốc lộ 50 lúc nào cũng là cao điểm, giờ nào cũng vậy là giờ cao điểm, tai nạn là một, hai nữa là kẹt xe đó, giờ xe rác xe rồi rất là nguy hiểm. Bây giờ chú lớn tuổi chú đi đâu về là bằng, nếu mà hơi tối tối là đi về đường đồng đường trong đâu dám nhau. Thì ở đường quốc lộ 50 này nó kẹt quá đi, giờ chú mới mở rộng con đường này cho người dân rồi đi lưu thông rồi nó được thoải mái rồi. Dự án sau ngày khởi công hôm nay đó thì các gói thầu xây lắp sẽ được triển khai để chúng ta hoàn thành toàn bộ công trình phục vụ người dân thành phố cũng như các tỉnh. Sau khi dự án mở rộng cải tạo quốc lộ 50 hoàn thành thì chúng ta sẽ có một cái trục nối kết cửa ngõ thành phố với Long An và các tỉnh miền Tây. Bên cạnh đó thì từ quốc lộ 50 chúng ta sẽ nối kết được với đường cao tốc Bến Lức Long Thành cũng như cái tuyến đường vành đai 3 tương lai. Và như vậy thì từ cửa ngõ phía Nam thành phố không chỉ chúng ta sẽ đi về Long An, Tiền Giang mà có thể đi về sân bay Long Thành, có thể đi về các tỉnh miền Đông và miền Tây trong đường miền Tây trọng điểm phía Nam.